Kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, hôm nay cũng là một ngày rất là đẹp trời và Quốc Võ cũng tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi đó để mình cập nhật một số những cái tin tức quan trọng ở trên mạng xã hội. Thì mỗi ngày như vậy đó được nói chuyện với khán giả, được mình tâm sự những cái điều mà rất là tuyệt vời trong cuộc sống. Những sản phẩm Quốc Võ đã được chia sẻ rộng rãi trên thị trường và được quý vị ủng hộ. Ngoài ra thì cũng có những lời khích lệ tinh thần động viên để tiếp tục những cái làm ra những sản phẩm mới, những cái lời nói, những lời động viên, những lời khích lệ tinh thần hoặc là những cái số điện thoại gọi tới để mình tiếp tục cùng nhau đưa những cái điều mà trái với sự thật đó, để chúng ta cùng như là góp phần nào đó xây dựng một xã hội nó công bằng, nó văn minh và lịch sự hơn. Thì cái điều đó là điều tuyệt vời trong cuộc sống mà mỗi ngày như vậy Quốc Võ luôn luôn tâm niệm rằng là chúng ta hãy nói chung là phải làm sao để cho mình có thể mình hoàn thiện bản thân và hoàn thiện tất cả những cái gì mà có thể làm được giúp cho đời, giúp cho người. Bên cạnh đó thì những cái clip mà nói về tin tức và quan trọng là mình sẽ giúp đỡ cho những người, mình đề cao những cái việc thiện lương mà họ đã làm. Ha. Rồi trong cái câu chuyện của bằng Nguyễn Phước Hằng, ông Dũng Lò Vôi cũng vậy nữa, là mình luôn luôn mình mong muốn rằng là những cái quỹ thiện nguyện, những cái điều mà tuyệt vời mà ông bà Dũng Hằng đã làm cho người nghèo khó hoặc là cho xã hội đó thì phải được tôn vinh và phải được tiếp tục thực hiện để cống hiến những cái điều đó, chứ không có muốn rằng là bởi vì những cái điều mà sai trái, những cái sự kiện tụng, những cái sự việc chỉ trích chê bai mà họ lại bỏ cuộc. Tuy nhiên thì cũng khá là đau lòng khi mà đến thời điểm này thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng để về điều tra và xét xử. Thì cái điều này cũng là một cái sự coi như là khá là đau lòng để cho mọi người, mà những người đặc biệt trong quan tâm và những người hâm mộ những việc thiện lương mà ông bà Dũng Hằng đã làm trong quá khứ. Nói chuyện cũng khá là nhiều người các bạn, Quốc Võ thời gian qua là nói chuyện với nhiều nhân vật lắm. Mà những nhân vật này là những nhân vật rất là đặc biệt, có người là những cái người gọi là phải nói rằng là giáo sư, tiến sĩ, không? Thầy giáo hoặc là luật sư hoặc là những cái người mà làm trong cái ngành an ninh hoặc là những cái người mà làm kinh tế, những cái người rất là giàu có và kinh doanh trên thương trường, hoặc là thậm chí là những người ở trong cuộc, những cái người mà đã từng bị bên phía của ông Võ Hoàng Yên hoặc là đã từng bị có con cái là phải được coi như là được sự giúp đỡ tận tình của bên phía của công ty Đại Nam, đặc biệt là ông Dũng Bàn đã coi như là giúp đỡ để có thể là mổ não uống thủy hoặc là mổ tim cho con cái của mình, và thậm chí là có thể là mổ cho bản thân của mình luôn. Thì họ đã lên tiếng, họ đã nói qua và mình cảm thấy rất là xúc động khi mà có những cái lời chia sẻ, những cái lời nói này. Đó. Cho nên là bất cứ một cái câu chuyện nào cũng vậy nữa, nó cũng có mặt trái mặt phải, và thật chúng ta không cổ xí cho những cái vấn đề về chửi bới trên mạng xã hội ha. Đó. Tuy nhiên thì cái việc nào thì ra cái việc đó các bạn. Những người là nào mà người ta làm tốt đó, thì những cái việc tốt người ta cũng phải nêu ha, nêu lên để cho những cái người khác họ cũng theo theo một cái gương đó mà họ tiếp tục họ làm, họ cống hiến cho cuộc đời đó, chứ không phải là mình chỉ nêu ra những cái việc xấu không, mà còn những cái việc tốt thì mình im, mình không nêu, thì nói chung là nó không có được là cực công bằng lắm. Trong cái chuyện của bà Nguyễn Phan là cũng vậy không, báo chí thì nói chung là chỉ đưa ra là một chiều thôi, nói chung là những cái chuyện mà xấu thì đưa lên rất là nhiều, còn những cái chuyện mà đã làm tốt cho xã hội tại sao lại không đưa lên, trong khi là bên phía của bệnh viện Chợ Rẫy họ đã cũng đã đưa lên cái con số liệu rất là cụ thể ha. Ngoài ra còn những cái bệnh viện khác nữa, và bây giờ bạn lục lại đi những cái năm của 2015, 2016, 2017 thì cái vấn đề về làm thiện nguyện của ông bà Dũng Hằng nó quá nhiều ở trên. Các bạn cứ cứ vào trong Google mình tìm cái từ khóa là
công ty Đại Nam, Dũng là Vôi, Thiện Nguyện, Nguyễn Phương Hằng làm thiện nguyện từ thiện gì đó, nói chung là nó ra rất là nhiều những cái bài báo mà nó nói về những công việc này đó. Hôm nay thì cũng trong tờ báo là tech.vn họ có đăng một cái bài báo là bị Vy Oanh khởi kiện sau bà Nguyễn Phương Hằng, thì bản thân Trấn Thành lập tức tỏ thái độ không ai ngờ cái gì đây nè. Để coi cái báo viết cái gì đây. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Vy Oanh có mặt ở Tòa án Nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Tại đây, nữ ca sĩ cho biết đã ủy quyền cho luật sư để tiến hành thủ tục khởi kiện Hoa hậu Thu Hài. Theo đó, giọng ca Đồng Xanh bức xúc khi đối phương đã đưa thông tin sai sự thật về mình lên mạng xã hội, thậm chí còn công khai livestream chia sẻ cách đây khoảng 1 năm. Đó. Trước vấn đề này thì Vy Oanh yêu cầu phía Thu Hoài phải xin lỗi mình công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, gỡ bỏ video có nội dung sai sự thật, vu khống, đồng thời bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật. Trước động thái của Vy Oanh thì phía Thu Hoài chưa đưa ra bất cứ phát ngôn chính thức nào. Thay vào đó thì bản thân Trấn Thành tỏ ra rất là bình thản, chia sẻ như bình thường trên trang cá nhân. Đáng chú ý, dưới bài viết mới đây của Thu Hoài, một cư dân mạng đã hỏi về chuyện cô Vy Oanh khởi kiện con vác gì đó đòi kiện chị nữa kìa, u là trời không trả lời lại, nhưng Thu Hoài đã thả icon ha ha cho bình luận trên. Điều này khiến là đủ cho thấy rằng là nàng hậu cũng đã đọc được và biết chuyện. Thái độ này của bản thân Trấn Thành khiến cư dân mạng khá bất ngờ. Trước đến nay cô vốn được biết đến là người khá thẳng tính, thường có những phát ngôn gây bão trên mạng xã hội. Thế nhưng lần này thì Thu Hoài lại giữ im lặng và hoàn toàn không đả động gì đến vụ kiện cũng đó. Trước đó vào tháng 7 năm 2021 đó, thì Hoa hậu Thu Hoài từng lên mạng kể sạch những hiềm khích với đàn em. Cô cho biết Vy Oanh từng gián tiếp gán cho mình đứng sau vụ chơi xấu Hoa hậu Phạm Hương. Về sau nữ ca sĩ còn xin được biểu diễn trong một sự kiện của cô. Thế nhưng cuối cùng Vy Oanh lại làm việc tắc trách, tự đưa vũ đoàn đến rồi đòi 50 triệu đồng cho nhóm người này. Đó. Bản thân Trấn Thành còn tố cáo Vy Oanh chính là người đứng sau xúi người cho thuốc vào hồ cá coi ở thẩm mỹ viện của cô để chứng minh mình nói sự thật. Thu Hoài đã thề đọc trên sóng livestream. Ngay sau đó Vy Oanh lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc, còn tung cả clip tin nhắn chứng minh Thu Hoài trở mặt nói dối. Sau đó nữ ca sĩ thông báo chính thức kiện bản thân Trấn Thành để đòi lại danh dự. Thu Hoài không phải người đầu tiên bị Vy Oanh kiện. Bà Nguyễn Phương Hằng bị cô gửi đơn tố cáo vì những phát ngôn sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Đó, các bạn thấy không? Tức là Hoa hậu Thu Hoài đó là bạn thân của danh hài Trấn Thành đúng không ạ? Đó, thì nói chung là nó lộn tùng phèo ha, nó là lộn phèo hết luôn. Đó. Hoa hậu Thu Hoài là nói chung là người cũng đã từng có những cái vấn đề, những cái tiếng nói rất rất là mạnh mẽ ha. Đó. Bây giờ là kiện tụng nhau thì để coi coi tình hình là như thế nào, tình trạng là sao. Trong khi là Vy Oanh hồi ngày xưa là kiện bà Nguyễn Phương Hằng, bởi vì bà Nguyễn Phương Hằng đã lên trên livestream phát ngôn sai sự thật, xúc phạm danh dự. Thì qua cái câu chuyện này các bạn thấy rõ ràng là á, nếu như các bạn không có làm gì người khác thì làm sao người ta lại lên trên mạng để mà đưa ra những lời xúc phạm bạn được, đúng không ạ? Người ta nói có lửa mới có khói chứ, không có lửa sao có khói. Ví dụ như là Vy Anh không có làm gì với Nguyễn Phương Hằng thì làm sao bà Nguyễn Phương Hằng lại đưa đưa tên tuổi với anh lên trên mạng xã hội để mà nói này nói nọ được. Cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta thấy rõ ràng là mình, nếu mình có đầu óc suy nghĩ đó thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái chuyện đó là chuyện là chuyện, chuyện tất nhiên đúng không? Đó, tại sao bà Phương Phan bà không đưa lên những cái tên tuổi của những người khác mà bà lại đưa lên Vy Anh lên làm gì? Thì phải nói rằng là phải có lửa mới có khói đúng không ạ? Đó.
hôm nay cũng cũng khá là nhiều những cái tin tức rồi. Các bạn biết còn cái tin mà về Phương Thanh bây giờ lại xác nhận là cái người mà Doãn Chí Kiên, người tình trẻ đó, là không phải là người tình mà chỉ là cái người tình ở trên MV thôi, người tình ở trong cái phim ảnh thôi đó, thì làm cho coi như là khán giả họ cũng một lần nữa họ hụt hẫng, đặc biệt là những cái fan hâm mộ của Phương Thanh đó, rất là hụt hẫng về vấn đề này đó. Rồi cho nên là mới là lên mạng để chỉ trích và thậm tệ luôn. Nói chung là khá là nhiều những cái lời mà chỉ trích từ từ những cái người Phương Thanh đó. Nói chung là quá nhiều những cái tin tức luôn. Đây nè, Phương Thanh nè. Cái gì đây? Phương Thanh phẫn nộ phơi bày sự thật chuyện bạn trai kém 20 tuổi là tay chơi. Báo chí rồi đăng từ lưa hết rồi mà các bạn, mắc cười. Phương Thanh thì phẫn nộ phơi bày gì đây? Sự thật chuyện bạn trai kém 20 tuổi là tay chơi chuyên đi gạ tình. Cái bài viết này họ viết vào ngày 31 tháng 5, à tức là cái bài viết này họ viết trước khi mà phẫn nộ gì, cứ như là các bạn biết sao không, tức là cái anh chàng mà Doãn Chí Kiên này á, là người ta nói rằng đã có vợ có con rồi, nhưng mà Phương Thanh á, lại là công bố là bạn trai, cho nên là cộng đồng mạng mới soi ra. Nhưng mà cái ngày hôm nay á, thì Phương Thanh đã lên trên mạng đã tuyên bố với Bá Thanh Niên rồi là anh chàng Doãn Chí Kiên này á, là chỉ là cái người tình ở trong MV thôi chứ không phải là người tình thật sự đó. Đó là như vậy. Cho nên là bây giờ các bạn biết rằng là cộng đồng mạng họ ghê lắm, không có cái gì mà qua mặt được cộng đồng mạng đâu các bạn. Họ soi kỹ lắm luôn, họ soi luôn cả những cái đời tư, những gốc gác từ cái đời cha ông nội luôn á, ghê lắm. Cho nên mình đừng có dùng những cái chiêu trò PR mà để cái gì này, như mà những cái chiêu trò mà PR bẩn á, để mình lên mình làm như vậy thì nó không có đáng. Ha, nó không có đáng. Đó. Đây nè, báo chí cũng đăng rõ ràng nè các bạn nè. Trước đó là đúng dịp sinh nhật tuổi 49 của mình nè, Phương Thanh đã công khai chuyện yêu đương với Doãn Chí Kiên. Cô thừa nhận hai người đã có tình cảm với nhau, song hiện tại chưa thể gọi tên rõ ràng về mối quan hệ. Đó. Đây nè. Em chào mọi người. Gì đây? Tự nhiên đâu em lớn 20 là sao, em sinh năm 97, chàng sinh năm 92. Lố và 93 có xíu mình tương Thấy chính không? Trước mặt khán giả nè. Em 5 tuổi, nên báo chí dừng lại, em má bị làm việc lại báo chí nha. Em nhỏ hơn. Các bạn thấy sao ạ? Hôm nay Phương Trang sẽ kể hết nha. Từ từ. Trường sân khấu là đây, trường đỡ đầu là đây, quấn vô như là đỡ cho hết, đừng lo ha. Bơ xuống rồi. Chú hát cho mọi người nghe được không? Từ từ. Cảm ơn rất nhiều. Em xin chị à, thời đã xa đó. Sau đó là đi cà phê nè, đi ăn nè, rồi ra rượu ngồi, rượu có rượu bên nữa, thì bắt đầu là dần dần quen là thân. Thân thì tới cái lúc mà quay á, thì kêu là phim mời cũng không đóng ha, quảng cáo mời cũng không nhận. Khi không phải là trong giới nghệ sĩ, khi có một cái thương hiệu thời trang riêng và tự làm tự quay và không tương tác đấy, là 16 tháng 5, 11 tháng 5 tôi ra đi Trường Sa, tôi ra cái nhánh Kim Kim rồi, lúc đó là đổi thành Kim với Chanh rồi nha, đấy chị được đỡ chị nhưng mà lâu lâu vẫn kêu chị. Khi nơi con gà nó dựng Chanh rồi, bây giờ sao kêu chị Kim cái nào, để cứ đi Trường Sa đi ở nhà Kim với lại
trong nhà, trong nhà, trong nhà làm sinh trạch cho gà, yên tâm. Được chưa? Em không trả lời báo chí đâu, vì báo chí cái gì em mà phải khẳng định em cái kỹ năng như thế nào hay là ra sao. Bây giờ có thành cơm hay thành gạo hay không thành gạo thì thêm thời gian nữa mới trả lời được. Bây giờ tụi em là đang có cái tình cảm để làm việc, cảm xúc để làm việc, và tụi em đang anh em nương tựa vào nhau, chị em nương tựa vào nhau, gia đình nương tựa vào nhau, cái kiểu nương tựa không có ai đâu nha. Đang nương tựa vào nhau. Và Kim, chút xíu chúng ta sẽ giới thiệu nguyên một đội hình của chúng ta, là toàn tóc dài như Kim. Chúng ta đã nói ngay từ đầu đó là gia đình, Kim là người trong gia đình rồi. Đó, thì nói chung là lời những lời của Phương Thanh cũng đã nói như báo chí, đôi khi làm cho người hâm mộ họ hiểu lầm. Ha. Đó. Đó thì hôm nay là chính Phương Thanh cũng đã lên trên báo Thanh Niên đã xác nhận rồi, là nói chung là không có cái chuyện mà người tình trẻ 20 tuổi gì cả. Nói chung đây là chỉ là một cái chiêu trò để mà PR cái MV sắp tới thôi. Rồi. Hôm nay thì Quốc Hội cũng xin cập nhật một số thông tin như thế, và xin hẹn quý vị vào ngày mai. Chúc cho quý vị một ngày thật là tốt lành nha. Bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một số những thông tin thương mại về những sản phẩm đặc biệt của Quốc Hội, và trong cái mùa lễ tạ ơn cha sắp tới đây là có những cái promotion rất là đặc biệt luôn. Xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, hôm nay là bắt đầu của một cái ngày mới, tức là đầu của tháng 6. Thì thường thường ở tại Mỹ thì tháng 6 là cái tháng của cha, tức là cái ngày Father's Day đó. Thì Quốc Võ cũng có một số những cái sản phẩm mà sẽ là khuyến mãi, tức là promotion cho mọi người khi mà mua 5 tặng 1. Bây giờ quý vị hãy theo dõi Quốc Võ cái cách pha trà Acetaba. Đây là một cái hộp trà Acetaba này quý vị. Đó, thì trong hộp trà Acetaba này nó có tổng cộng là 40 gói trà tất cả ha. Thì bây giờ đây là một cái gói trà Quốc Võ đã pha sẵn một cái ấm nước sôi như thế này nè. Đó, bây giờ mình mở cái gói trà ra, rồi mình sẽ bỏ vào trong cái ấm nước sôi này. Đó, quý vị thấy không? Bỏ vào đây. Rồi mình chờ cho cái trà nó tan ra khoảng chừng 5 phút ha, là mình uống được rồi. Đây quý vị. Thì trong khi thời gian mà chờ cái trà nó tan ra thì Quốc Võ sẽ đốt nhang trầm cho mọi người coi. Đây là một cái loại nhang trầm rất là đặc biệt, là loại VIP. Thì trong một cái ống nhang như vậy nè quý vị, trong một ống nhang như vậy thì nó có tổng cộng là 100 cây thanh nhang nhỏ ha. Nó làm bằng gỗ, cái ống nhang làm bằng gỗ rất đẹp ha. Rồi, mình sẽ lấy ra một cái thanh nhang như thế này. Đó. Cái thanh nhang này đó là làm bằng trầm hương nguyên chất 100%, chứ không có pha bất cứ một tạp chất nào, và được kết dính bằng cái hồ kết dính, và chính giữa nó không có tim, và nó không có trộn hoặc là pha mấy cái mùi hoặc là hương vị gì cả. Đây là trầm hương nguyên chất 100%, cho nên khi mà chúng ta chưa đốt á, thì chúng ta hửi thì nó không có nghe mùi hết á, không nghe mùi. Nhưng mà khi mà chúng ta đốt lên rồi đó thì cái khói nó sẽ có mùi trầm rất là thơm và làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, thư giãn trong ngày. Bây giờ Quốc Võ sẽ đốt cho các bạn coi ha. Đây. Đó. Sau khi mình đốt cái thanh nhang xong đó là mình bỏ vào trong một cái khay bằng gỗ như thế này nè. Mình bỏ vào trong cái khay gỗ ha, rồi mình để đắp lại. Thì các bạn thấy không? Khi khói nó sẽ bốc qua từ cái khe hở của cái nắp bằng gỗ đó, và chúng ta để xa ra khoảng chừng một thước, cách chúng ta một thước ha, như thế này nè. Đó, thì cái khói nó sẽ bay ra tỏa khắp cái căn phòng của chúng ta, và cảm thấy rằng là cái mùi thơm rất dễ chịu. Và chúng ta uống trà Acetaba và chúng ta hửi mùi nhân trầm thì cảm thấy cái tâm hồn mình rất thoải mái, nó thư giãn đầu óc sau những cái giờ làm việc mệt nhọc đó. Thì Quốc Võ thường hay enjoy cuộc sống của mình bằng cách như thế này. Bây giờ các bạn thấy là trà nó đã ra cái màu, nó màu vàng vàng thế không ạ? Đây, chờ chút xíu nữa là chúng ta sẽ uống trà được rồi. Thì trong cái mùa lễ tạ ơn cha đó, tức là tháng 6 đó,
thì Quốc Võ cũng có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt, những sản phẩm mới để dành tặng cho mọi người. Bởi vì cái tháng 5 vừa qua thì Quốc Võ cũng cảm ơn tất cả mọi người cũng đã ủng hộ Quốc Võ bằng cách là mua những sản phẩm trong cái ngày là của mẹ đó, tức là tháng 5 là ngày lễ mẹ, còn tháng 6 là ngày lễ cha. Thì trong cái tháng 6 này đó, tất cả quý vị nào mà mua những sản phẩm mà mua năm thì sẽ được tặng hai món quà, ba món quà rất là giá trị. Cái món quà thứ nhất á, là bột dinh dưỡng Acetaba. Thì cái loại bột dinh dưỡng này đó, thường thường quý vị nghe nói là ngũ cốc đúng không ạ? Ngũ cốc tức là năm thứ tạo thành ngũ cốc. Nhưng mà riêng cái bột dinh dưỡng Acetaba này nó có tới 36 thứ tất cả. Nó các loại đậu, các loại hoa quả trong này nó pha trộn lại với nhau. Và khi nào mà quý vị mà cảm thấy mình ăn không ngon, mình không muốn ăn cơm, mình đi làm về mệt quá, mình không muốn ăn cơm đó, thì mình chỉ cần pha một cái túi như thế này. Một túi như thế này nè các bạn. Thì mình pha nước ấm á, mình pha chừng nửa ly thôi ha. Mình bỏ hết cái túi bột này vô trong cái ly nước, xong cái mình quậy đều lên và mình uống. Mình uống là nó đủ chất dinh dưỡng cho một cái buổi ăn luôn á. Ví dụ như là buổi sáng quý vị không có thời gian để quý vị ăn sáng, thì quý vị có thể là uống một cái ly nước, pha hết một cái túi bột như thế này vào, và các bạn đủ sức để làm việc cho tới trưa là các bạn ăn cơm trưa. Rồi buổi chiều về đó, nếu như quý vị nào mà cảm thấy không có muốn ăn cơm đó, thì quý vị có thể là uống một cái túi bột như thế này nữa. Mình bỏ nửa ly nước ấm thôi, mình quậy, lấy muỗng quậy lên ha, quậy lên xong uống là đủ chất dinh dưỡng luôn trong một cái bữa ăn luôn các bạn. Đó, rất là tiện lợi. Thì trong cái hộp này là nó có 10 cái gói như vậy ha, 10 gói. Và Quốc Võ bán là 25 đồng cho một hộp này. Tuy nhiên thì trong cái mùa lễ tạ ơn cha này đó, thì Quốc Võ sẽ tặng free cho mọi người cái hộp này, với điều kiện là quý vị mua 5 hộp. Ví dụ như mua 5 hộp trà, hoặc là mua 5 hộp lựu, hoặc là mua 5 hộp collagen, hoặc là mua 5 hộp sâm, thì quý vị sẽ được tặng free một cái hộp bột dinh dưỡng thế này. Rồi, món quà tặng thứ hai là cái gì? Món quà tặng thứ hai là một cái chai dầu Tibet. Đây, chai dầu này nè. Chai dầu Tibet này là rất là thơm cái mùi quế. Đây là một cái loại dầu rất đặc biệt mà Quốc Võ vừa mới trình bày ra cho mọi người ở khắp nơi, tại vì nó chưa được bán rộng rãi trên thị trường. Thì cái chai dầu này Quốc Võ bán là 12 đô la cho một chai. Nhưng mà trong cái mùa lễ tạ ơn cha này thì Quốc Võ tặng luôn cho quý vị luôn. Tức là mình mua 5 hộp nào đó, mua 5 hộp trà, mua 5 hộp lựu, hoặc là mua 5 hộp collagen, hoặc là mua 5 hộp sâm, thì quý vị sẽ được tặng thứ nhất là một cái hộp bột dinh dưỡng này, kèm theo một chai dầu này, và cái đặc biệt thứ ba nữa đó là một cái đĩa CD của Quốc Võ. Đây, đó, cái đĩa CD này là Quốc Võ, là cái đĩa đầu tay Quốc Võ luôn ha. Cái đĩa CD là mang tên là Tạ ơn đời. Thì thưa các bạn, trong đây nó có 9 bài hát do Quốc Võ sáng tác và trình bày luôn. Ở trong đây những cái bài hát ví dụ như là Nhớ cha nè, Kính dân mẹ nè, Ngoại ơi con nhớ, Cho tôi xin, Cho nhau lời yêu thương, rồi Em tôi, rồi Cảm ơn mẹ, rồi Dấu yêu xưa, và Giọt sầu riêng anh. Là 9 bài hát này là do Quốc Võ sáng tác và tự trình bày luôn, được hòa âm rất là kỹ và thu âm rất là kỹ. Thì đây là một cái nhạc phẩm, một cái CD mà nói là Tạ ơn đời, tức là Quốc Võ sẽ dành trọn tất cả số tiền bán được CD này để giúp đỡ cho người nghèo khó tại Việt Nam, hoặc là xây những chiếc cầu nhân ái v.v. Nhưng mà bây giờ cũng còn lại là khoảng chừng vài chục cái, cho nên Quốc Võ muốn là tri ân đến quý vị bằng cách là tặng cho quý vị. Nếu quý vị nào mua 5 hộp trà, 5 hộp lựu, 5 hộp sâm, hoặc là 5 hộp collagen á, thì sẽ được tặng thứ nhất là một cái hộp bột dinh dưỡng, thứ hai là một cái chai dầu Tibet, và thứ ba là một cái CD Tạ ơn đời. Đó, thấy không? Món quà rất là ý nghĩa trong cái ngày mà lễ cha thì thật sự rất là tuyệt vời. Bây giờ trà nó cũng đã ra đậm rồi đó quý vị nè ha. Trà ra rồi nè, bây giờ mình sẽ mời quý vị khán giả thử cái trà như thế nào. Đó. Cái trà này đó thì thật sự nó làm cho chúng ta thứ nhất là ngủ ngon, thứ hai là giảm mỡ trong máu,
giảm cholesterol và phục hồi trí nhớ rất tốt. À, thường thường thì quý vị có để ý không rằng là có nhiều người nói rằng là mình chích những cái mũi thuốc mà để ngừa COVID á, thì nó sẽ làm giảm trí nhớ. Rất là nhiều người nghe nói là như vậy. Cho nên là trà acetaba là một trong những loại trà mà giúp trí nhớ tăng cường rất tốt. Thứ tư nữa là các bạn biết rằng là trị đau khớp nè, ngăn ngừa những cái đau khớp tay khớp vai mà những người lớn tuổi đó, hoặc là những cô chú bác anh chị em mà làm nail đó, thì thường hay bị đau khớp tay đó các bạn ạ. Thì cái trà này giúp đỡ rất là nhiều. Ngoài ra là giúp cho ngủ ngon và giảm mỡ trong máu rất tuyệt vời luôn các bạn. Trà acetaba là một loại trà rất đặc biệt luôn, và gốc vỏ uống là một mỗi ngày và uống thay nước luôn. Ví dụ như là một gói trà như vậy nè thì mình có thể là mình pha 2 lần nước trong vậy ha. Mình pha một lần mình uống hết xong rồi mình là tiếp tục đổ nước sôi vào một lần thứ hai nữa, và mình uống cho tới trưa mình xong rồi, tới chiều á là mình cũng pha một gói thứ hai nữa, là mình pha 2 lần nước nữa, mình uống cho tới tối luôn. Tức là một ngày đó quốc võ uống là 4 bình nước như vậy và 2 cái gói trà như vậy, là cảm thấy mình rất là khỏe và cholesterol giảm rất nhiều luôn. Ngày xưa quốc võ là tới là 365 luôn á, bây giờ còn có 150 thôi quý vị. Rất là tốt như cái trà này. Ngoài ra chúng ta uống kèm theo là cái nước lựu này. Cái nước lựu này là một nước lựu tinh chất. Nước lựu đó gọi là nước lựu collagen. Collagen thì thứ nhất là làm cho mình đẹp mà, mình sáng da, mình đẹp, mình khỏe mạnh. Còn cái nước lựu này nó có vitamin C, nó có nhiều chất trong đây làm cho chúng ta là giảm cái tỷ lệ mỡ thừa, dư thừa ha. Mỡ dư thừa chúng ta nó bị tiêu hủy, mỡ dư thừa. Ngoài ra là chúng ta là bị giảm cholesterol và giảm mỡ trong máu, và làm cho chúng ta ngủ rất là ngon, tránh đi tiểu đêm luôn các bạn. Là nước lựu này nè. Nước lựu này rất là tốt luôn á. Thì cái nước lựu này giá của nó là $60 cho một hộp. Và nếu như quý vị mà mua 5 hộp thì quý vị sẽ được tặng cái gì? Sẽ được tặng là một cái hộp bột dinh dưỡng. Thứ hai nữa là được tặng thêm một chai dầu. Và thứ ba nữa là được tặng thêm một cái dĩa CD của quốc võ đây. Đó. Nếu quý vị mua 6 hộp lựu nha. Hộp lựu này chỉ có là $60 cho một hộp thôi. Hoặc là quý vị mà mua trà. Cái trà này thì chỉ có là $45 một hộp thôi. 5 hộp là nhiêu? 5 hộp chỉ có $225 thôi. Mà được tặng cái gì? Được tặng một cái hộp bột dinh dưỡng, được tặng một chai dầu, và được tặng một cái dĩa CD này luôn. Đó. Quá là đã luôn ha. Ngoài ra thì quý vị biết rằng là cái collagen cá hồi này nè. Collagen cá hồi này là một trong những sản phẩm của Hàn Quốc mà rất là tuyệt vời. Nó gọi là beauty collagen. Beauty tức là làm đẹp á. À, collagen cá hồi tức là làm cho chị phụ nữ đẹp da, sáng da lên, tự tin hơn khi mà biết bước ra ngoài xã hội. Mỗi buổi sáng chúng ta uống một cái bịch bằng bột collagen này á, chúng ta đứng trước gương, chúng ta nhìn thấy mình trong gương á, thấy là trẻ ra, sáng da ra, và rất là tuyệt vời, làm cho sức khỏe mình nó tốt á, nó tự tin khi mà bước ra ngoài. Đó, thì đây là cái bột collagen cá hồi. Thì trong cái hộp này nó có là tổng cộng là 40 gói. Thì mỗi ngày chúng ta uống 2 gói thì chúng ta uống 20 ngày là hết hộp này. Giá trị của mỗi hộp này như vậy là $50. Thì cũng y chang như quốc bảo nói hồi nãy đó. Tức là quý vị mua 5 hộp này thì quý vị sẽ được tặng là một cái hộp bột dinh dưỡng này, một cái chai dầu Tibet này và một cái đĩa CD này. Đó. Cho nếu quý vị mua 5 hộp này. Thấy không? Rồi. Cái cuối cùng là cái gì quý vị biết không? Là sâm hoàng đế. Sâm hoàng đế, quý vị thấy nó làm cái hộp thật là sang luôn ha. Cái hộp sâm rất là sang luôn nè, sang trọng nè quý vị nè. Thì cái hộp sâm này rất là giá trị luôn. Ngày xưa là do hoàng gia uống, tức là vua chúa họ uống. Bây giờ thì nói chung là người dân mình chúng ta được uống, tất cả mọi người đều được uống. Và có tiền là có sức khỏe. Ngày xưa đó, trước đây á, là cái hộp này nó giá trị $180, nó rất là đắt tiền. Nhưng mà bây giờ là chỉ còn có $95 cho một hộp này thôi các bạn. Trong hộp này nó có là 20 cái thước nhỏ. Thì mỗi lần như vậy chúng ta uống một thước thôi. Và mỗi ngày quốc võ khuyên là nên uống một thước thôi ha. Ví dụ như là mình cảm thấy mình mệt mỏi người quá, mình sức khỏe mình không tốt, mình không muốn ăn hoặc là mình chả muốn làm có việc gì cả, sức khỏe mình nó yếu kém á,
thì mình nên dùng sâm này. Cái sâm này nó làm cho chúng ta khỏe mạnh, chúng ta sung sức lên ha, để làm việc, để học tập, để làm việc và để nghĩ đến những cái điều tích cực trong cuộc sống á, thì chúng ta nên dùng sâm này. Trong này nó có 20 thuốc tất cả. Mỗi ngày chúng ta uống một thuốc thôi, và bác khỏa khuyên là uống vào buổi trưa. Tại vì buổi trưa thì chúng ta cần sức nhiều để chúng ta làm việc, thì nên uống buổi trưa, chứ đừng có uống vào buổi tối. Buổi tối nó rất là khó ngủ ha. Uống buổi trưa thôi. Thì mỗi ngày chúng ta uống một thuốc thôi, và 20 ngày là hết một cái hộp này, giá trị là $95. Thì cũng giống như bác khỏa nói nãy đó, nếu như quý vị mua 5 hộp này thì quý vị sẽ được tặng cho quý vị là một cái hộp bột dinh dưỡng, một chai dầu Tibet và một cái CD tạ ơn đời của Quốc Võ đây. Đó, thấy không? Rất là dễ thương, và những cái món quà thật sự rất là giá trị luôn các bạn. Rất giá trị ha. Đó là cái này gọi là sâm hoàng đế, làm từ Hàn Quốc. Mà chúng ta biết rằng là sâm của Hàn Quốc là số 1 thế giới rồi các bạn. Số 1 rồi. Thật sự Quốc Võ chỉ có mấy sản phẩm thôi. Sâm là 1, collagen là 2, nước lựu collagen là 3 và trà acetaba là 4 loại sản phẩm thôi. Và đây là những cái quà tặng rất đặc biệt luôn, quà tặng là một cái hộp bột bột dinh dưỡng acetaba luôn, bột dinh dưỡng có 36 sản phẩm trong đây. Ngũ cốc là thấy là nhiều rồi, 5 sản phẩm là thấy nhiều rồi, mà mình 36 cốc luôn. 36 sản phẩm luôn trong đây luôn ạ. Tức là thay luôn cơm luôn đó, tức là mình không có nhiều thời gian để mình ăn cái này cái nọ, thì mình chỉ cần uống một cây gói bột như vậy, để nửa ly nước ấm thôi, bỏ bột vô khuấy lên uống là đủ chất dinh dưỡng cho một cái buổi ăn luôn á các bạn ha. Rất tuyệt vời luôn. Rồi chai dầu Tibet này, thì chai dầu này cứ mùi quế rất là thơm dễ chịu. Thứ ra chúng ta bị đau nhức khớp á, đau nhức vai rồi, hoặc là bị nhức đầu sổ mũi, là chúng ta thoa cái dầu này lên là nó hết liền, rất tốt. Và ngoài ra thì cái đĩa CD này là dành tặng cho quý vị để tri ân tất cả mọi người, trong đó có cả cha, có mẹ, có ông bà ngoại, có bạn bè thân hữu, rồi tất cả mọi người xung quanh chúng ta ha. Thì đây là cái đĩa CD của Quốc Võ đầu tay luôn, mang tên là Tạ ơn đời đó. Thì tất cả mọi information Quốc Võ đã nói rồi, và quý vị nào muốn sở hữu những sản phẩm trên á, thì vui lòng điện thoại Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474 ha. Xin nhắc lại là 714-247-9474. Bây giờ xin mời quý vị cùng uống trà nhé. Đấy. Wow, quá ngon. Trà acetaba này uống vô nó dễ uống lắm. Cái này thật sự là chúng ta nói là trà, nhưng nó không phải là trà. Tại vì nó là một cái loại lá cây tại một cái vùng biển. Cái cây acetaba này đó, nó tại một vùng biển của Nhật Bản đó, mà cái vùng biển này nó gọi là Black Sea, tức là biển đen á. Tại cái nước nó màu đen các bạn, ở cái đất của nó đó, dưới đáy biển nó màu đen, cái phù sa của nó đó mình không biết được, và nó mọc lên một cái loại cây nó gọi là acetaba. Thì cái người dân ở khu vực này đó, họ mới lấy cái lá cây này, họ mới là nấu nước sôi, họ ngâm lá cây này rồi bắt đầu họ uống. Thì cái nước này nó làm cho họ rất là khỏe mạnh, sức rất là dẻo dai và sống rất lâu. Tuổi thọ trung bình của những người Nhật ở cái vùng này là họ sống 90 tuổi, có nhiều người sống hơn 100 tuổi luôn á. Thì những cái nhà mà học gia đó, họ mới nghiên cứu cái lá cây này và họ đem về, họ mới sấy khô rồi họ bột làm thành trà này, họ để họ bán cho chúng ta. Thì đây là một loại trà của Nhật Bổn ha. Trong cái hộp trà này nó có 40 gói tất cả. Thì chúng ta uống một ngày 2 gói thôi, buổi sáng một gói, buổi chiều một gói, và uống thay nước luôn ha. Cái hộp trà này giá trị là $45 thôi, mà nếu có quý vị mua 5 hộp thì quý vị được tặng những món quà giống như Quốc Võ vừa mới nói, rất là tuyệt vời. Nhân cái ngày mùa lễ Father's Day sắp tới này, thì Quốc Võ cũng xin mến chúc cho tất cả quý vị, trong đó có những cái người cha, bên cạnh đó có những người mẹ và ông bà, một cái mùa Father's Day thật là tuyệt vời, hạnh phúc bên con cháu và lúc nào sức khỏe cũng dồi dào và an lạc. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị.